Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Anphat. LG được biết đến là một hãng nổi tiếng trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, màn hình và các đồ công nghệ cao cấp với chất lượng cực kỳ tốt. LG Gram là dòng laptop đến từ thương hiệu này. Mới đây, LG đã cho mắt ra phiên bản 2022 với cấu hình cực khủng, xứng đáng là mẫu laptop đứng đầu mọi thời đại. Hãy cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé! Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là thiết kế khá đơn giản. Điểm nhấn duy nhất là logo Gram được đặt ở chính giữa, tạo cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, thanh lịch, tinh tế. Vì hướng tới đối tượng người dùng có nhu cầu di chuyển cao nên LG đã thiết kế một chiếc laptop siêu mỏng chỉ 16,8mm với cân nặng chỉ 1,2kg, hoàn toàn có thể cầm bằng một tay thì đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt với dân văn phòng và doanh nhân. Ngoài thiết kế siêu di động thì chiếc laptop này được làm từ chất liệu hợp kim magie nano carbon, đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội. Vậy nên mặc dù mỏng nhưng tổng thể trông vô cùng chắc chắn. Kể cả khi làm việc bị va đập mạnh hay làm rơi thì LG Gram 2022 vẫn giữ được độ bền cao, không ảnh hưởng nhiều đến máy. Vì cấu tạo máy có khá nhiều foam được đặt ở các vị trí trọng yếu, giúp giảm lực tác động khi rơi. Vậy nên chiếc máy tính này có khả năng chống sốc, chống va đập cực kỳ tốt. Dù có thiết kế mỏng nhưng vẫn được LG trang bị đầy đủ các cổng kết nối hiện đại bậc nhất hiện nay, bao gồm hai cổng USB Type-C Thunderbolt 4, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một khe cắm SD và một jack cắm tai nghe giúp người dùng thuận tiện cho việc kết nối hay truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Về phần bàn phím có kích thước hợp lý, hành trình phím sâu, độ phản hồi tốt khi gõ, phần phím bấm vuông vắn mang tới cảm giác cực kỳ êm ái khi thực hiện các tác vụ văn phòng. Nên bàn phím hỗ trợ ở hai mức sáng, rất tiện lợi để làm việc, ngay cả khi ở môi trường làm việc thiếu sáng. Phần touchpad rộng rãi hỗ trợ đa điểm, có khả năng tracking mượt mà, chính xác, mang tới trải nghiệm cực tốt. Cạnh trên được tích hợp camera Full HD. Đây là một điểm được nâng cấp của chiếc laptop này. Chất lượng camera tốt, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Ngoài ra, camera IR hỗ trợ nhận diện khuôn mặt khi đăng nhập, giúp người dùng tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Điểm ấn tượng nhất phải kể đến đó là màn hình 16 inch với độ phân giải QWXGA cùng độ sáng 350 nit cho chất lượng hiển thị chân thật nhất. Nhờ sự hỗ trợ của tấm nền IPS, màn hình của chiếc laptop này có được độ sáng, độ tương phản cao. IPS còn mang đến góc nhìn rộng cho phép người dùng có thể tự do quan sát ở nhiều góc khác nhau, khả năng chống lóa cực kỳ hiệu quả. Công nghệ này giúp bảo vệ mắt người dùng, giữ cho mắt không bị mệt ngay cả khi làm việc ở cường độ cao. Về hiệu năng của laptop LG Gram 2022 được đánh giá vô cùng xuất sắc. Bạn sẽ có CPU Intel Core i7 1260p 12x16 luồng, tốc độ tối đa lên tới 4.7GHz, tích hợp đồ họa Intel Iris Xe Graphics, bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5 mang đến khả năng đa nhiệm các tác vụ văn phòng hay chỉnh sửa hình ảnh, làm video đơn giản trên những phần mềm đồ họa như Photoshop, AI, ổ cứng SSD 256GB cho phép bạn tải ứng dụng, làm việc giải trí và truy cập dữ liệu mượt mà, nhanh chóng. Điểm cuối cùng mà mình muốn nói đến ở phiên bản LG Gram 2022 được nâng cấp lên Wi-Fi 6E và hoạt động trên 3 tầng sóng cho tốc độ kết nối ổn định nhanh chóng hơn gấp 4 lần so với thế hệ cũ, cùng thêm tính năng Bluetooth để kết nối với bất cứ thiết bị nào mà bạn mong muốn. Đường link sản phẩm mình sẽ để bên dưới, các bạn có thể bấm vào và xem chi tiết hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.